Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà review phim đam mỹ của Thái Lan với tựa đề 30 tuổi còn trinh sẽ biến thành phù thủy, tên tiếng Anh là Cherry Magic. Ban Pat và Pai sau khi ăn cơm chó Nonne từ Karan và Achi từ tập trước thì cùng nhau đi bộ ra về. Pai nói cô ấy rất hạnh phúc vì thấy hai người anh của mình có đôi có cặp, tự nhiên cái thèm có người yêu ngang xương vậy nè trời. Thấy được cảnh chàng trai chơi trò chơi để lấy gấu bông cầu hôn người yêu thì Pai càng xuống sang hơn, ước gì có anh nào cũng rãnh háng như vậy, cầu hôn mình bằng con gấu bông. U là trời, em còn sống mà chị, em chưa cua được chị thì không cho thằng nào được bén mảng tới gần chị hết. Tức quá, Ban Pat cũng chơi ném bể bóng thử để lấy gấu bông tặng bà chế yêu thương mới được. Nào ngờ với tay chân hậu đậu, Ban Pat ném chả trúng trái nào hết. Đúng là thằng đệ bất tài vô vụng mà, để chế cho cưng mở rộng tầm mắt nè, bằng công phu thượng thừa, Pai xuất sắc ném bể ba trái bóng mà lãnh gấu bông ngon lành. Bị bà chế ra chế giễu, Ban Pat dõng dạc tuyên bố em sẽ làm cho chế phải tự hào về em và chẳng cần ganh tị với ai cả. Để chế chờ xem. Achi đang trên xe Dina Khonsi Thammarat, Karan chụp hình tự sướng rồi nhắn tin, anh để tay như vậy chắc em đọc được suy nghĩ của anh là anh đang rất nhớ em lắm, có đúng không? Cặp đôi đang tình tứ thả thính với nhau thì bỗng nhiên chiếc xe thắng gấp khiến Achi chúi đầu vào đống hành lý. U là trời, Achi đi lạc vào nơi khỉ ho, có gái nào vậy cả nhà? Bùn thì bắn đầy người mà anh tài xế tỉnh queo kêu em đi bộ tập thể dục giúp anh nhé, xe bị dính bùn rồi không đi được nữa. Còn tầm 20 cây số thôi em à, gần lắm. Đúng là gần thiệt cả nhà, Achi đi bộ muốn lồi cả cây hàng thì cũng đã tới nơi làm việc. Nhìn quần áo anh chàng xốc xếp, đám nhân viên còn tưởng Achi là nhân viên bán bảo hiểm nữa mới ghê. Không mua cha nội ơi, tụi tôi chơi bùa thái không à, khỏe gần chết, mua bảo hiểm tế ông nội hay gì. Cũng may là anh Pong, quản lý chi nhánh này đến kịp thời đón Achi, chứ không là bị mấy đứa nhân viên đuổi cổ đi chỗ khác rồi cũng nên. Mà đúng là bọn nhân viên ở đây toàn dân lười nhác và làm việc trả ra cái quần què gì à cả nhà. Không coi lời nói của Achi ra giống ôn gì cả, thích thì làm không thích thì đi đá bóng chơi. Achi thì quá hiền lành, nhân viên làm hay không làm cũng không có ý kiến gì hết. Đang chả biết là sao với đám nhân viên khó chị này thì tự nhiên anh người yêu nhắn tin, dù đi ăn cà ri miền Nam cho biết đặc sản khu này. Thế là hai anh chàng kêu cả đống đồ ăn ra mà cùng ăn online với nhau. Nhờ công nghệ 5G mà cặp đôi không còn cảm thấy xa cách nữa, người ở Bangkok người ở Na Khon mà cứ như là đang ngồi trước mặt vậy. Và cứ thế hai anh chàng cứ ôm cái điện thoại bên người mà FaceTime suốt với nhau, từ thức dậy, đánh răng súc miệng rồi đi làm, đi ngủ cũng nói chuyện với nhau suốt thôi. Mà em không hiểu hai anh dùng cái điện thoại gì mà pin khủng tới như vậy, nói chuyện cháy máy mà cũng không thấy hết pin. Xin cho em tên thương hiệu điện thoại để em mua một cái 8 nói chuyện với người yêu cái với. Được anh người yêu tư vấn về cách thức tiếp cận với công việc mới, Achi thấy cũng khá đúng nên bắt đầu tìm cách để tiếp cận với bọn nhân viên chơi đánh thánh đâm mưa lâm dâm chết đuối tại công ty. À thì ra bọn nhân viên này rất đam mê chơi bóng với nhau, bỏ việc bỏ vợ chứ không bao giờ bỏ bóng. Đã thế thì chế quyết tâm chơi bóng thật giỏi để mà làm gương, nghề chơi bóng thì mấy cưng không có cửa với chế đâu. Dùng một chút bánh kẹo là Achi mua chuộc được mấy em nhỏ dạy mình chơi bóng. Nhưng mà ông tổ ngành bóng chưa độ hay sao ấy, em ấy vẫn chưa thể nào chơi bóng thành thạo được. Bên này, Jinta tiếp tục điệp khúc mê trai mà dẫn em phi công đi ăn chân gà nướng muối ớt tại cái quán thần thánh mà mình và Achi hay ăn. Cả hai cùng nhau mà hứng rau muống xào vào dễ trông rất ư là tình cảm. Mượn câu chuyện hứng rau muốn, Jinta muốn chuyển động lực cho Min, thua keo này thì ta bày keo khác, thất bại là mẹ thành công, anh tin rằng có ngày em sẽ thất bại tiếp mà thôi, nên thôi đừng có buồn nữa. Xúc động trước tấm lòng của người thương, Min không kìm được mà hung vào má Jinta một cái, khiến anh chàng sướng quá chết chân như từ hải. Để tiếp cận mấy đứa nhân viên chi nhánh mới, Achi đành cắn răng chịu đựng chi tiền túi mà mời cả đám cùng nhau đi ăn. Biết Achi vẫn là một tên nhóc văn thư cùi bắp không có kinh nghiệm quản lý gì hết thì cả đám bắt đầu than trời trách đất, còn chửi thầm là công ty chả tôn trọng bọn họ, muốn gửi ai là gửi. Chuyện công việc chưa xong, cả bọn bắt đầu nhiều chuyện hỏi Achi đã có vợ con gì chưa. Achi nói chưa có vợ con chỉ có người yêu thôi, thế là lại bị đòi cho em xem mặt mũi người yêu xếp cái, coi có đẻ cái không. U là trời, Achi đứng hình chết chân, không lẽ nói, tôi chơi BD mấy ba máy má ơi, người yêu tôi không có đẹp gái mà là đẹp trai, vừa lòng hả dạ chưa. Cũng may là máy Achi vừa hết pin nên cứu được một màn thua trông thấy, không là lại bà nội đội chuối khô với máy ông nội kỳ thị giới tính thứ ba dưới quê này rồi. Ăn nhậu xong thì Achi hối hả chạy về phòng, cấm sạc điện thoại rồi gọi điện cho anh người yêu gấp, để ảnh giận là lại tới công chuyện nữa. Rất may là Karan cũng hiểu chuyện nên không hờn trách gì em thụ hết, còn chủ động đổi từ 7 giờ sang 8 giờ tối mới gọi điện để Achi có thêm thời gian mà làm việc. Anh top này quả nhiên là một anh top rất là chu đáo mà, theo dân gian người ta kêu là tuyệt cú mèo đó cả nhà. Jinta và Min bên này cũng có chuyện, anh top phi công được mời tham dự lại cuộc thi audition mùa mới, mà Sukarna nhảy xấu quá, sai động tác nên bị cộng đồng mạng lên án, nghỉ nhảy luôn thì sẽ tốt hơn. Thế là anh top suy sụp tinh thần mà bỏ thi. Rõ khổ cho bà boss Jinta, yêu nhầm anh top phi công yếu đuối, thế là lại truyền bá tư tưởng tích cực cho anh top trẻ tiếp, nhờ sự động viên từ bà thụ sống lâu năm, Min lấy lại tinh thần, quyết tâm giành lại những gì đã mất và mất luôn những gì đã có. Trước khi vào thi đấu, không quên hung tặng bà chế sống lâu một nụ hôn nồng cháy. Ôi sướng quá đi mất, chồng mau mau tới ngày mất siêu năng lực ghê vậy đó. Mấy anh nhân viên ra ngâm cứ thấp thỏm vì giờ thi đấu sắp đến, muốn xin về sớm nhưng mà chả dám nói. Achi thừa biết ý đồ của mấy anh chàng này nên từ bi, thôi em cho mấy anh về sớm một ngày đi chơi bóng đó. Thế là cả đám vui mừng, gom hết đồ mà bỏ chạy về chơi bóng thôi tụi bây ơi.
Achi cũng có mặt để cổ vũ cho mấy anh cấp dưới. Đội nhà đang dẫn trước 1-0 thì tự nhiên bị phạm lỗi, một quả phạt đền nhé người anh em. Xui nữa là tự nhiên anh thủ môn lại lên cơn mắc ẻ. U là trời, làm sao bây giờ? Thế là Achi được vào thay ngay vị trí thủ môn. Dưới áp lực phải bắt được bóng lần này thì bọn nhân viên mới công nhận mình là sếp thật sự. Achi cầu nguyện chín phương trời mời phương Phật cùng tình yêu Karan ở phương xa có linh thiêng cho con bắt trúng quả phạt đền này. Nhờ ông bà độ nên quả bóng bay thẳng vào mặt Achi, xém tí nữa là bay cái sụn mũi dã ra ngoài. Cũng nhờ thế mà em ấy bắt được quả bóng một cách dễ dàng trong sự gieo hò tán thưởng của mấy anh nhân viên. Thế là cả nhóm cùng đi ăn mừng chiến thắng. Vui vẻ một hồi thì mấy anh chàng Zano lại hỏi về chuyện người yêu của Achi là ai. Người yêu gì lúc này cơ chứ? Zô 100% không say không về cái đã. Người yêu người thương gì tính sau? Cứ như thế, Achi bị mấy anh trai chúc rượu cho tới say mềm. Phải dìu sếp về thì mới an tâm. Đi được nửa đường thì anh Zano lại thắc mắc người yêu của sếp là ai vậy tụi bay? Đẹp hay xấu? Biết không kể tao nghe. Chưa có ai trả lời thì bỗng có một chàng trai khôi ngô tuấn tú từ xa bước đến, thì ra là Karan chứ ai. Thế là anh Top giành giật với đám trai lại đưa Achi về phòng cho bằng được. Đôi chim di bắt đầu chăm sóc cho nhau, cả hai nói chuyện tâm sự một hồi thì cũng đã trao nhau nụ hôn bất ngờ, nhưng Achi say quá rồi, vừa say vừa sướng nên ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Sáng tỉnh dậy thì Karan đã đi công tác sang tỉnh khác mất rồi, ôi cô đơn nỗi đau cuộc đời lạc lòng như vô tình mà. Người yêu đi rồi thì tiếp tục quẩy với mấy anh nhân viên Zano tiếp thôi nào, Achi bắt đầu hòa nhập với cuộc sống mới, công việc cũng bắt đầu dễ dàng hơn. Một ngày đẹp trời nọ, Karan lại đến chi nhánh mà tìm Achi, nhưng không may là em Thụ đã đỗ bệnh vì làm việc quá sức. 30 tuổi rồi chứ có phải 20 nữa đâu nên sức khỏe Achi cũng yếu dần cả nhà nhỉ, mới là một xíu là lại đổ bệnh, giỏ khổ. Karan trách móc Achi quá là đam mê công việc mà không chịu quan tâm đến sức khỏe của mình gì hết trơn hết trội á, anh xót lắm, em có biết không? Chỗ đôi chim di người ta đang tâm sự, tự nhiên hai anh nhân viên từ đâu chạy đến phá đám, còn hỏi vì sao Karan lại có mặt trong phòng của sếp Achi thế này. Do dự một hồi, Achi đành căm ao với hai anh nhân viên, Karan là bạn trai của tôi. Hai anh chàng ra nầu mắt bắt đầu tròn xoe, mặt mày nheo nhó căng thẳng hết biết. Cặp đôi lo sợ chắc sẽ bị hai anh này kỳ thị và tẩy chay cho mà coi, nào ngờ. Ôi trời ơi, chơi BD với nhau à? Dễ thương đó, thôi chơi BD tiếp với nhau đi, tụi này phải về lo công việc. Sếp Achi dáng hết bệnh, có sức mà hành hạ người yêu nhé, a hi hi. Tại Bangkok, Ban Pat cũng bắt đầu chiến dịch tỏ tình với chế Pai yêu vấu của mình, trải qua 9 lần 981 bậc thang. Cuối cùng máy bay Pai cũng đã tìm được em trai phi công mà hỏi, em muốn hỏi chế chuyện gì? Câu em muốn hỏi đó là, chế có thể mở lòng với một đứa hậu đậu như em được không? Cái này là mua hả? Em đã cố ném phi tiêu vào bóng bay để có được đấy ạ, không phải mua. Em biết em đường đột thế này thì hơi làm chị khó xử, nhưng em có thể đợi, chị có thể về nhà suy nghĩ rồi trả lời em bất cứ lúc nào chị muốn, em sẽ đợi. Suy nghĩ gì tầm này nè em ơi, mau đưa gấu cho chế cho em là máy bay này bé ơi. Tuần sau là Achi hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Nakhon Sitamarat, cặp đôi chim di tranh thủ những ngày còn lại mà đi ngắm biển cùng nhau, ôi sao mà nó tình cảm quá dị nà. Nói chuyện một hồi thì Karan đòi ăn thịt Achi, chuyện gì thì chuyện về phòng mới có hứng, chứ outdoor không phải là gu của em. Vậy là bỏ qua khúc đi về phòng, cả hai bắt đầu lột áo, lột quần nhau ra mà chuẩn bị đấu kiếm. Nhưng khoan đã, anh Top háo hức quá cứ la lói ỏm tỏi trong đầu khiến Achi không thể nào tập trung được. Không cần lo đâu, một xíu nữa thôi là em sẽ không còn đọc được suy nghĩ của anh nữa. Cứ thế mà rên la thôi em à, được anh Top tư vấn tận tình, thế là Achi ok la, cho anh đấy muốn ăn giọng gì em thì anh cứ làm đi. Sau một trận mây mưa long trời thì cả hai nhìn nhau phè phởn mà cười trong hạnh phúc. Và thế là Achi đã mất trinh rồi á cả nhà, em ấy cũng không còn siêu năng lực nghe thấy nỗi lòng của người khác nữa. Bây giờ em ấy chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh Top Karan khi anh ấy xuất trận mà thôi. Đã hết tập 11, mời các bạn theo dõi kênh và xem tiếp tập 12 nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.